là một học sinh mà đương thi trung học phổ thông quốc gia thì chắc hẳn là ai cũng đã từng lo lắng xem là bản thân mình phải chọn thầy, chọn cô nào cho phù hợp. Và mình đã may mắn có duyên được học thầy Vũ Tấn Minh, hay còn được gọi là thầy Minh Mielin. Và trong suốt quá trình mà mình theo học thầy tại trung tâm lớp offline luyện đề thì đã được thầy tận tâm hướng dẫn quan sát quá trình học tập để biết mình cần rút kinh nghiệm chỗ nào, cần sửa lại các lỗi sai ra làm sao. Và ngoài ra là thầy còn đưa ra các mẹo, các kỹ năng giải bài nhanh để có thể giúp mình cải thiện điểm số. Và bên cạnh đó thì ngoài những giờ học căng thẳng thì ở trung tâm thì mình luôn sẵn lòng tư vấn tình cảm, tư vấn tâm sinh lý tuổi dậy thì. Và cũng bên cạnh đấy thì còn có cả những bữa ăn để tiếp thêm năng lượng cho học sinh. Và đối với mình thì những khoảng thời gian học thầy mình tuy không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng mà nó đã để lại cho mình những cái cảm xúc rất là sâu sắc. Những cái cảm xúc đấy sẽ còn lắng đọng mãi cho đến chặng đường dài của mình sau này trên con đường đời. Xin quan chân thành cảm ơn thầy đã cho con điểm mình. Cảm ơn.